Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với bản tin 18 giờ 30 phút hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin ngày hôm nay để cùng cập nhật những tin tức thời sự Hưng Yên trong nước và quốc tế đáng chú ý. Mở đầu bản tin là những hình ảnh về đoàn y bác sĩ, đoàn viên thanh niên của Bệnh viện Tác chiến 2.4 của Việt Nam vừa tổ chức thăm và tặng quà cho nhiều học sinh tại Nam Sudan. Dưới sự điều hành chỉ đạo của Chỉ huy trưởng lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan, Bệnh viện Giã chiến 2.4 của Việt Nam với lực lượng nòng cốt là các y bác sĩ, tổ phụ nữ và đoàn thanh niên đã tổ chức các hoạt động dân vận tại một số trường học ở Nam Sudan. Nhiều sách vở, đồ dùng học tập và quần áo mới được chuyển tới tay các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có nhiều cố gắng vươn lên trong học tập. Chương trình hoạt động dân vận của Bệnh viện Giã chiến 2.4 của Việt Nam nhằm hỗ trợ và khích lệ các em học sinh Nam Sudan tiếp tục cố gắng trong hành trình tiếp cận tri thức nhân loại, từng bước xây dựng một tương lai tươi sáng cho bản thân và cho đất nước của các em. Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá. Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ các địa bàn trọng điểm, đấu tranh triệt phá ổ nhóm, đường dây hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá, nhất là trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022. Đồng thời, đẩy mạnh đấu tranh đối với tội phạm phát sinh liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá như tín dụng đen, lừa đảo, cướp giật, trộm cắp tài sản. Bộ Thông tin và Truyền thông được giao tăng cường tuyên truyền để người dân không tham gia các hoạt động cờ bạc như là cá độ bóng đá qua mạng Internet, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an ngăn chặn website cờ bạc cá độ bóng đá. Toàn tỉnh Hưng Yên hiện có gần 2.000 hecta cam, tập trung chủ yếu ở các huyện Văn Sang, Kim Động, Khói Châu, Phù Cử, Yên Mỹ và thành phố Hưng Yên. Trong đó, diện tích trồng theo quy trình Việt Gáp trên 500 hecta. Ước tính năm nay, sản lượng toàn tỉnh đạt trên 30.000 tấn. Để việc tiêu thụ cam năm 2022 được thuận lợi, hiện các sở ngành địa phương đang tăng cường quảng bá và sẽ đẩy mạnh hoạt động xúc tiến tiêu thụ cam trong và ngoài tỉnh. Đây là hình ảnh căn biệt thự Nôm Villa được xây dựng theo lối kiến trúc truyền thống và đương đại tại làng Nôm, xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm, đang thu hút nhiều sự chú ý của công chúng cả nước. Ngôi nhà được xây dựng với mục đích là nơi an dưỡng tuổi già cho đôi vợ chồng đã ngoài 70 tuổi tại làng Nôm. Mong muốn của gia chủ là biệt thự sẽ mang lại những cảm giác gần gũi, mộc mạc và hài hòa với cảnh quan chung của ngôi làng. Những yếu tố giàu cảm xúc như hàng hiên, mái ngói, cổng làng hay khoảng đệm hành lang là những đặc trưng của kiến trúc truyền thống được kiến trúc sư khéo léo sử dụng. Cây xanh mặt nước phía trước công trình dường như cũng chính là cảnh quan bên trong công trình. Sự kết hợp giữa các vật liệu, ngói, gỗ đá, bê tông thô trong mang lại cảm giác mộc mạc thư thái đúng với tính chất của một ngôi biệt thự nghỉ dưỡng. Điểm nhấn vật liệu trong công trình là diện tường ốp ngói âm dương mang lại một cảm giác truyền thống ấn tượng. Còn đây là hình ảnh 56 thí sinh đang luyện tập để sẵn sàng tỏa sáng trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam diễn ra tối nay tại nhà thi đấu Phú Thọ, thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi trải qua phần thi chấm mặt bọc và phỏng vấn kín với ban giám khảo, thí sinh Hoa hậu Việt Nam tiếp tục tập luyện giáp sân khấu để chuẩn bị cho đêm chung khảo. Bên cạnh kỹ thuật biểu diễn, các yếu tố khác cộng hưởng như âm thanh, ánh sáng, hiệu ứng sân khấu giúp thí sinh bộc lộ rõ ưu điểm hình thể. Các cô gái cũng có cơ hội tỏa sáng khi biết được thế mạnh, điểm yếu của bản thân. Đêm chung khảo với chủ đề Hương sắc Việt sẽ có sự góp mặt của những cái tên nổi tiếng như Hoa hậu Hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Hoa hậu Liên lục địa thế giới Lê Nguyễn Bảo Ngọc, Hoa hậu Việt Nam 2018 Tiểu Vi. Sau chung khảo, đêm chung kết toàn quốc sẽ được diễn ra vào ngày 23 tháng 12 năm 2022 tại nhà thi đấu Phú Thọ. Dù mất 4 lần thi đại học và tốt nghiệp ở tuổi 30, nhưng với anh Khuất Quang Hòa ở xã Ba Trại, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội, thì việc học chưa bao giờ là muộn, bởi anh luôn tâm niệm rằng thà bước chậm còn hơn lùi bước. Tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2010 và được bố đèo lên xe máy lên Hà Nội đăng ký dự thi vào một trường đại học, nhưng khi biết tiền học phí quá mức chi trả, hai bố con lặng lẽ quay về. Đầu năm 2013, Hòa lại khăn gói lên Hà Nội, vừa làm thêm vừa tự ôn thi. Sau đó, anh trúng tuyển vào Đại học Sân khấu Điện ảnh. Trong quá trình học tập, anh lại hứng thú với chuyên ngành luật và lại thi đại học hai lần nữa. Và đến lần thứ ba vào năm 2018, sau khi tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh, anh mới trúng tuyển vào ngành luật của Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Kết thúc hành trình 4 năm đèn sách lần 2, Hòa xuất sắc nhận danh hiệu thủ khoa đầu ra năm 2022 với điểm số 3,71/4. Hiện tại, anh làm việc tại Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Thiên Đức.
Vừa qua, đoàn xã Dân Tiến huyện Khoái Châu huy động được gần 1.500 cuốn sách với tổng trị giá gần 70 triệu đồng để tặng cho các thư viện, trường học trên địa bàn xã. Các đầu sách được các đoàn viên trong xã lựa chọn kỹ càng, cẩn thận, đa dạng, phù hợp với từng cấp học như Tớ Có Thói Quen Tốt, Sống Tử Tế, Gieo Trồng Nhân Cách, Gặt Hái Thành Công, Bụt Dạy Bé Điều Hay, Chọn Thành Nhân, Chạm Thành Công, qua đó khơi gợi tình yêu với sách cho các em nhỏ. Hôm qua, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất phụ tùng ô tô xe máy Việt Nam VAC phối hợp với cấp ủy chính quyền xã chỉ đạo tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa tặng gia đình hộ ông Đỗ Công Hưởng, sinh năm 1960, là bệnh binh 61% tại thôn Đông Mai. Sau hơn 3 tháng thi công xây dựng, ngôi nhà đã hoàn tất các hạng mục và đưa vào sử dụng với diện tích 75m2, tổng kinh phí xây dựng hơn 300 triệu đồng, trong đó công ty VAC hỗ trợ 150 triệu đồng. Hàng năm, công ty VAC đều có những việc làm thiết thực trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn huyện Văn Lâm cũng như tỉnh Hưng Yên. Trong khi vụ hàng trăm học sinh bị ngộ độc thực phẩm tại trường iSchool Nha Trang ở Khánh Hòa đang gây xôn xao dư luận, thì chiều qua, nhiều học sinh trường tiểu học Nguyễn Trãi ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang lại phải nhập viện cấp cứu sau khi uống sữa tại trường. Hiệu trưởng trường tiểu học Nguyễn Trãi xác nhận, chiều qua có 14 học sinh khối lớp 3 sau khi uống sữa có biểu hiện nôn ói, đau bụng phải nhập viện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, sức khỏe của các em ổn định, được gia đình đón về nhà. Trước đó, trường có trên 600 học sinh bán trú uống sữa để vào học buổi chiều. Tuy nhiên, đây không phải là vụ ngộ độc thực phẩm vì ngành y tế cho hay nếu ngộ độc phải từ 50% trở lên. Theo lãnh đạo nhà trường, có thể do khâu vận chuyển hoặc khâu bảo quản sữa có vấn đề, sữa được sử dụng do một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh cung cấp. Giới chức Brazil thông báo ít nhất 3 người thiệt mạng, trong đó có một nữ sinh và 11 người bị thương trong vụ xả súng tại hai trường học ở vùng đông nam nước này trong ngày 25 tháng 11. Theo thông tin chính thức, những nạn nhân thiệt mạng bao gồm 2 giáo viên và 1 học sinh tiểu học, trong khi 4 người, trong đó có một bé gái đã phải nhập viện do bị thương nặng. Thủ phạm là cựu học sinh của một trong 2 ngôi trường đã bị bắt vài giờ sau vụ tấn công. Đối tượng này đã nhận tội và cho biết đã lên kế hoạch phạm tội trong 2 năm. Nhà chức trách không tiết lộ danh tính của thủ phạm với lý do đối tượng này đang trong độ tuổi vị thành niên. Giới chức Pháp đang thảo luận về việc áp dụng luật cấm đấu bỏ tót. Mặc dù bắt nguồn từ Tây Ban Nha, nhưng từ lâu đấu bỏ tót đã trở nên quen thuộc tại Pháp và được duy trì như một truyền thống. Trong các trận đấu bỏ tót, loài vật này thường bị giết bởi một thanh gươm của đấu sĩ. Vấn đề này đã làm dấy lên làn sóng tranh luận trong bộ phận người dân Pháp. Nhiều ý kiến cho rằng nên bảo tồn văn hóa truyền thống và duy trì hoạt động này. Còn những người phản đối cho rằng nên chấm dứt vì tính nhân đạo. Khoảng 1.000 con bò bị giết mỗi năm ở Pháp trong những hoạt động này. Tại Anh, một hệ thống pin lưu trữ năng lượng công suất 98 MW vừa được khai trương ở gần thành phố Hull của Anh. Dự án này được coi là hệ thống pin lưu trữ năng lượng lớn nhất ở châu Âu, sử dụng công nghệ Megapack của Tesla, có thể lưu trữ tới 196 MW giờ điện trong một chu kỳ, cung cấp cho khoảng 300.000 hộ gia đình trong 2 giờ. Giám đốc dự án cho biết, dự án được chia theo 2 giai đoạn hoạt động là tháng 12 năm 2022 và tháng 3 năm 2023. Việc đẩy nhanh dự án sẽ hỗ trợ lưới điện quốc gia trong nỗ lực cung cấp điện ổn định cho các hộ gia đình ở Anh trong mùa đông khó khăn. Tổ chức kỷ lục Guinness Thế giới ngày 24 tháng 11 công nhận Blotsy sống ở đông nam London, Anh là con mèo sống lâu nhất thế giới. Blotsy sắp đón sinh nhật lần thứ 27. Theo giới thiệu, con mèo sinh vào cuối năm 1995 đã sống lâu hơn 2 người chủ cũ, tính theo tuổi người. Frosty khoảng 120 tuổi. Hiện tại, người nhận nuôi Frosty là Vicky Green cho biết cô sẽ nuôi mèo đến cuối đời. Cô có kinh nghiệm chăm sóc những con mèo già, từng chăm sóc một con mèo khác sống thọ tới 21 tuổi. Frosty là con mèo già nhất còn sống, nhưng không phải là con mèo già nhất từng sống. Danh hiệu đó thuộc về một con mèo tại Mỹ thọ 38 tuổi, 3 ngày, qua đời năm 2005. Tuổi thọ trung bình của loài mèo là từ 13 đến 14 tuổi. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này ngày mai.